Hiện tại thì Phạm Hy đang ở Huế. Trời ơi, lần đầu tiên được chứng kiến ở ngoài đời. Đẹp quá, đẹp quá. Wow, trời ơi, cá coi, cá coi. Hãy cùng theo chân của Huy, chúng ta sẽ đi ra phía sau để xem một cái núi đá. Wow, ở đây mà chụp hình mới gọi là đẹp nhất từ nãy tới giờ mà cái góc mà tôi thấy nè. Au. Xin chào mọi người, hiện tại thì Phạm Hy đang ở Huế, mà là Huế xưa, một thành phố Huế giữa lòng Gia Lai. Đó, giỡn cho tất cả mọi người thôi, chứ thiệt ra là đây là một quán cà phê nằm giữa lòng Gia Lai, với lối kiến trúc toàn là gỗ, từ nội thất cho tới bàn ghế, tất cả mọi thứ đều là gỗ. Cho nên bây giờ Phạm Hy xin được mời tất cả mọi người sẽ cùng tiến sâu vào bên trong để chúng ta thưởng thức một ly trà hoàng cung. Trà hoàng cung, trà hoàng cung. Ủa, trà hoàng cung lũ vậy hả? Không có, làm vậy cho nó quyết tập. Giỡn thôi, chúng ta follow me, follow me. Đây là không gian của quán cà phê. Theo mắt thường của Phạm Hy nhìn thấy thôi nha, thì nó có rất là nhiều khu. Ở phía sau là sân vườn, rồi xong bên này là những cái dãy nhà, những cái nhà ba gian rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào bên trong để tìm hiểu thêm nó đẹp cỡ nào nha. Follow me, follow me. Đây. Vui lòng không lái xe qua sân. Là không được lái xe qua cái sân này nè. Đây. Wow. Trời ơi. Một cái bình cao, trời ơi, nó cao hơn tôi luôn. Cái bình này, bình cổ đó, đắt tiền dữ lắm rồi nha. Trời ơi, một cái này là hồi đó hồi nhỏ hay học á, cái gì gọi là cái gì, cái giống như là cái trống đồng á, mà này này là những cái họa tiết nè. Trời ơi, lần đầu tiên được chứng kiến ở ngoài đời. Đẹp quá, đẹp quá. Đây, ở trong căn nhà ba gian này thì có rất là nhiều cái trụ gỗ rất là to đó. Bàn ghế ở đây thì đa số cũng toàn là làm bằng gỗ. Phía dưới thì có lót những cái tấm đệm có ghi chữ Huế xưa. Mát ha. Và ở đây một điểm nữa là nó có rất là nhiều cái đèn lồng treo, nhìn nó rất đúng đậm chất của là phong cách, là gọi là phong cách cung đình luôn á. Đẹp quá. Và âm nhạc ở đây cũng vậy, mọi người nghe không? Nó du dương, nó nhẹ nhàng, nghe nó rất là bình yên, nó không có quá ồn ào. Cho nên là khi nhìn sơ qua thì thấy là trời ơi, đây là một cái quán rất là thích hợp cho những ai mà muốn sự yên tĩnh và tới đây vừa thưởng thức cà phê, vừa được nghỉ dưỡng. Thì con chim bồ câu đâu vô trong đây nữa nè. Đất lành chim đậu, chứng tỏ là quán cà phê này là một cái nơi rất là gọi là rất là mát mẻ, từ người cho đến động vật ai cũng yêu thích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài sân, chúng ta xem thử ngoài sân có gì đặc biệt nhé. Và bây giờ là lối đi ra sân đây. Trời, mọi người nhìn thấy không, cái sân nó cũng rất là sạch, thậm chí là lâu lâu chỉ có vài một hai chiếc lá thôi. Ở đây thì trồng rất là nhiều cây, cho nên mình nhìn vô mình thấy cảm giác nó rất là thoáng mát. Những cái cây rất là to. Đằng xa xa bên kia thì có một cái cây cổ thụ mà hình như là cây sung rất là bự luôn. Wow.
ở đây người ta trồng sen mà người ta trồng cũng rất là nghệ thuật, có nghĩa là người ta không có thả sen nó trôi lung tung mà người ta rào lại, sau đó người ta trồng sen ở chính giữa và cái hồ nước thì rất là xanh. Và hình như là cái này á là không phải là xi măng đâu, cái này là gọi là đá gì nè, à cái này là đá xanh Ninh Bình, đúng rồi đúng rồi. Đâu mọi người cùng xem thử nha, phải không nha? Oh, wow, cái này là đá xanh Ninh Bình đó. Bây giờ chúng ta lên cầu xem thử đi. Wow, trời ơi, cá coi, trời ơi, quá trời cá coi luôn. Wow, cá coi này là một trong những loại cá mà rất là đắt tiền, rất là khó nuôi. Nó là biểu tượng của sự may mắn, là sự phát đạt. Và tại cái cầu đá này thì chúng ta có thể làm selfie, vài tấm hình sống ảo rất là đẹp. Thôi, nó giành nhau nó ăn kìa, thấy thương kìa chưa? Nè, nè, nè. Con lấy con nắm con đã xuống ít thôi. Rồi, đã xuống. Tôi lấy ở đâu á? Xuống lấy ở trong kia à. Tụi con có hay uống cà phê ở đây không? Dạ có. Ừ, rồi, thôi chú đi nha. Ở đây là gọi là nhà Ba Giang, nó đậm chất của Huế luôn. Đó là những cái cột bằng gỗ chọc lên giữa nhà rất là nhiều. Và bàn ghế cũng bằng gỗ nè. Đó. Mái ngói rồi trên ngói thì có đan xen những cái cây cột, nó rất là đều nhau. Đó. Và bây giờ xin mời mọi người hãy cùng theo chân của Huy, chúng ta sẽ đi ra phía sau để xem một cái núi đá. Nói núi đá vậy thôi chứ thiệt ra nó không làm bằng đá mà làm từ xi măng với lại bê tông cốt thép không à. Follow me. Nó cũng là một cái điểm rất là đặc trưng của cái quán này. Đây. Trước hang núi đá này chúng ta có thể làm vài tấm sống ảo tiếp. Đây. Rồi ở đây nè, đá này nó sơn màu vàng vàng này là thạch nhũ á mọi người. Tin vậy đi nha. Ủa mà không biết núi đá này xây lên làm gì ta? Cái này nó xây lên rộng quá trời rộng này làm gì ở đây? Cái lối này có lên được không? Lên thử coi. Ý, lên được. À, cũng mát nha. Trời ơi, ở đây không có gì hết trơn á, làm đi lên mấy bậc cầu thang mệt cũng chết. Đi xuống. Hiện tại thì mình đang đứng cổng sau của quán cà phê Huế xưa. Đây là một cái cổng gỗ rất là đẹp. Đây trời ơi, hai cái này nữa rất là đẹp. Ở đây mình cũng có thể chụp được vài tấm sống ảo nữa đó. Ở ngoài kia thì cái đường này là mon men, là cái đường trên bãi cỏ. Bây giờ đi thử ở ngoài đó có cái gì đặc biệt không nha. Đi. À, trên này có một cái lối lên trên một cái gian nhà. Mình lên cỏ có sao không ta? Wow, ở đây mà chụp hình mới gọi là đẹp nhất từ nãy tới giờ mà cái góc mà tôi thấy nè. Ê, mọi người ơi, ở trong này là một cái nơi rất là trang nghiêm. Ở trong này là có thờ Phật, cho nên là ở đây hình như là người ta cắm lên trên này đó. Nhưng mình không biết, mình lỡ lên rồi. Thôi mình lỡ rồi. Cũng hơi khác rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử tại cái quán Huế xưa này có những món nước gì đặc biệt hơn những quán nước khác không nha. Đi. Toàn bộ điêu khắc là bằng tay hết. Đây nè, nhìn là biết được tại vì nó không có đều nhau. Giữa cái họa tiết này với cái họa tiết kia nó không có đều nhau, cho nên mình biết được đây là điêu khắc bằng tay chứ không phải là CNC.